Mọi người nhìn cái này, mọi người biết cái này là gì? Nhìn y như là chai nước hoa đúng không? Nhìn cưng dữ sao không? Rất cưng và rất là sành điệu. Đó, nhìn cái hộp thôi nè. Yêu thương như sao không? Đó, đây là dung dịch vệ sinh nha cả nhà mình. Dung dịch vệ sinh cho chị em phụ nữ mà làm đẹp như vậy đó. Của bé Nhã Phương, của công ty bé Nhã Phương sản xuất. Và mình mua, mình dùng thử thì mình thấy mê quá. Bây giờ mình mua thêm cái chai này nữa. Cái dung dịch vệ sinh này á là nó được chiết xuất từ những cái thành phần dược thảo như là lô hội, là cái nha đam đó. Nha đam nè, rồi trong đây nó có những cái vitamin, và đặc biệt là nó có cái tinh chất lá xoài là một trong những cái tinh chất mà nó giúp cho mình có thể kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt luôn. Cái dung dịch này chỉ cần mình lấy ra chừng khoảng 2 giọt thôi mọi người, lấy ra từng chừng khoảng 2 giọt thôi để ly test cho mọi người xem nha. Mình cho khoảng chừng 2-3 giọt thôi thì nó sẽ tạo bọt cho mình nè ha. Với lại á, mọi người ơi, cái sản phẩm này á, nó thơm lắm, thơm, mùi thơm nó nhẹ mà nó đã lắm kìa. Khi mà mình rửa cái vùng kính của mình á thì nó làm cho vùng kính của mình vừa thơm. Nói thiệt luôn nha, từ ngày sử dụng cái này á là chồng rất là mê, chồng rất là khen luôn. Có không chồng? Ổng cỡ. Đây mọi người ơi, để đi cho mọi người xem cái dung dịch này. Đây mình nhỏ ra tay của mình ha. Đây, cái tinh chất của nó đậm đặc như thế này nè. Đó, rất thơm luôn. Rất thơm, mùi thơm, thơm cực kỳ dịu nhẹ, thơm rất là dễ thương luôn. Cái mùi thơm của nó mọi người sử dụng á, mọi người sẽ rất là dễ chịu. Bởi vì cái sản phẩm này á, nó thơm cái kiểu mà giống như nước hoa vậy đó. Khi mà mình rửa đó thì cái cô bé của mình nó cũng được tắm gội rất là sạch sẽ luôn. Vừa thơm mà cái mùi thơm rất là quyến rũ. Thơm lắm, trời, muốn ngửi hoài luôn mọi người. Mọi người sử dụng duy trì lâu dài á thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cái cô bé của chị em mình á, nó sẽ hồng hào hơn nè, hồng hào nè, rồi nói chung là nhất là những chị mà đã sinh em bé rồi đó thì mình sử dụng cái này nó sẽ giúp cho mấy chị mình á hồng hào nè, rồi làm cho mình có thể se khít cái vùng kính của mình nữa, giúp cho chúng ta có thể bảo dưỡng được cái cô bé của mình nè, giúp cho cô bé của mình luôn luôn sạch sẽ, chống lại tình trạng bị viêm nhiễm phụ khoa, bị nhiễm nấm mốc, làm cho mình bị những cái bệnh về phụ khoa sau này. Mọi người nên nhớ nha, cho dù mình có bị viêm phụ khoa nhẹ thì chúng ta cũng phải quan tâm, cũng phải chăm sóc và chúng ta phải điều trị triệt để, đừng bao giờ để quá lâu. Tại vì viêm phụ khoa rất là ảnh hưởng đến sức khỏe, và nhất là sức khỏe mà cho người phụ nữ mà sinh con. Cho nên là mình phải lưu ý, mình phải bảo vệ cẩn thận.